tội mà sống ở trong quân đội tao, đi ra xong rồi cắn tao lại. Dáng thứ nhất bên tao thắng 8-0, hai bên quân đoàn đều ok đúng không? Dáng thứ nhất thua 8-0, đau đớn quá, xin thêm dáng thứ hai. Rồi kêu ai vô bắn vậy Bim? Kêu ai vậy? Sai lực rành rạnh kìa Bim ơi. Cô ngọt xớt, xong giờ quay lại cắn cô. Oh my god, tao cười trước đã. Anh ơi, vợ em nó cứ chửi lên đầu em hồi. Nói mấy đứa nghe nè, vợ nó lì thì mình phải dạy nó chứ đâu mà sợ để nó lên đầu mình ngồi. Mày thử nói thêm câu nào nữa coi. Thank you.
thai đấy mày. Bạn tao chứ ai. Thay đồ khác đi bạn ơi. Biết điều đấy cậu. Ơ, bị hâm mà. Chắc tao ký đầu mày quá à. Là khi anh thấy một chàng trai vây quanh em, còn anh chỉ biết lông ngóng em. Em như bông hoa, vạn người muốn hái. Tính anh tự ái, hái luôn cả vườn hoa. Em này là dính quá, không có xa tăng như kỹ năng. Trên là không phải ban linh hồn. Không cần phải đính đá, anh chỉ cặp điêu. Thật bằng điêu, mà chiêu nhà này cháy vai lồn. Bè hoài là tới sáng, ta là gia tăng. Lượng xăng, nên cần tiêu đầy khắp căn phòng. Ngày là work hard, đêm Hollywood và champ bang. Đêm là xong tao trao dù những thứ đang. Mày mà nói câu đó, tao xin mày tới nghe chưa? Dạ dạ, anh xin lỗi. Mày dở, con vợ tao ở nhà, tao nói một tiếng thôi mà nghe lại tao liền. Vợ anh vô tới kìa. รายการต่อไปนี้รายการต่อไปนี้สามปีขึ้นไปรายการต่อไปนี้ mỗi ngày tôi sẽ tặng cho em một đóa hoa.Một đoá hồng đỏ, một đoá cúc vàng thọ, một đoá diên dĩ, một đoá thược dược và bài hát tình yêu này. Em sẽ là của tôi, mãi mãi. Em như bông hoa, những người hay đâu phải ta. Em vội mang bao câu ca, trôi về nơi xa xa xa. Rồi giấc mưa chiều nay sẽ đưa bóng hơi hót xa gần. Ủa em sao thấy cái lỗ của em á ngày càng nhỏ là vậy? Thì biết lâu rồi, đâu đút vô thì nó nhỏ là đúng rồi. Ủa vậy hả? Gọi lỡ không đút vô nữa có sao không? Thì nó bít luôn á chứ sao. Cái gì bít luôn hả? Gì ghê vậy? Vậy để vài bữa nữa anh mua cái bông tai mới á, cho em đeo vô. Vậy mà bữa giờ không nói với anh. Vậy từ nhỏ hiểu rõ đời chanh chua, còn làm nhanh thô phải đương đầu. Liền đến cái lúc thằng ganh ma thằng hồng nắng ra đủ muôn màu. Dặn mấy đứa nhỏ phải thương nhau, bởi vì với tao nghĩa đi đầu. Mà chuyện tiền bạc là thứ đi sâu, không nên đổ máu vì những phút. Yêu các vợ lắm á. Yêu chồng. Chết mẹ rồi, con cá xin vào, âu lại mấy vợ ơi. Mời ba con vợ của chị vào đây. Chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, chắc sống từ Đại Tây Nam, yeah. Thiên nhiên từ Đại Tây Nam. Sống ở sông Cửu Long là ông trùm ở trong cổ đông, mà thắp nén nhang lên bàn tổ tông, bên tai tiếng nhạc bằng đàn đổ thông cái ngũ long môn. Anh yêu bé nhất. Dịu dàng hương hoa em đến bên đời ta. Cùng chờ chờ khắp mặt yêu dấu vào mắt ta. Sợ mình phải kết thúc, rồi hai người hãy nói ra. Tình mình còn đã gắn đêm, sao vội buông tay ôm muộn phiền. Vẫn đường anh đi sau đó, chẳng có em kề bên. Phải quên dần những thói quen. Và sợ rằng một người khác, từ nay sẽ ôm lấy em. Để rồi họ thay thế anh, mình anh nỗi yêu của em. Chẳng biết phải làm gì. Đang chữ cạn mặt, cánh tay buồn rơi. Lần nào cũng thế, giọt xe xe. Mất em rồi anh sống xa xa.
mất em rồi anh sống thế nào. Chưa tính chuyện châu cao, em ơi ý em sao? Để anh biết anh tính cho rồi. Chỉ có em thôi không cần giàu sang cũng thành một mái ấm gia đình. Người tôi yêu là cô gái tốt nhất trên trần gian. Trái đất bên lúc tận thế, anh vẫn yêu em không đổi thay. Chỉ thương em đến hết ngã của đời này. Ngồi đọc nhầm sách kinh thành vẫn vương. Ta mong chờ nàng mấy thu, đời nàng mấy kiếp luân hồi. Vì ngàn ngày đã nở hoa nàng ở đâu. Có thằng anh thì có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược kiến. Khoan, từ nhỏ chưa biết mình BD nên cứ hay đi chọc gái hoài. Chờ tới cái lúc mình nhận ra thì mấy chị chọc ngược lại mình. Nhận mấy chị là đừng bày nữa, bởi vì em rất dễ chiến trình. Và chuyện đi chọc tiếng em rất ngường, nên là mấy chị đừng có chọc em thỏi em lắm.